Xin chào các bạn, ánh sáng trong quay phim cũng như là chụp ảnh nó vô cùng quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đo được ánh sáng nơi mà các bạn cần quay phim, nó cũng quan trọng không kém. Chính vì thế ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ gray card. Và với bộ gray card này sẽ giúp cho các bạn có thể biết được cái vùng quay phim, cái nơi các bạn đang quay phim hoặc là chụp ảnh nó đang bị sáng hay là đang bị tối. Và ok, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn bộ gray card này. Và lý do vì sao chúng ta cần phải sử dụng bộ gray card này là vì đối với mắt người nhìn thông thường ở một vùng, một nơi, địa điểm mà các bạn cần quay phim thì có thể đối với mắt người nó là ánh sáng đã tiêu chuẩn rồi. Nhưng cơ chế ánh sáng của mắt người nó sẽ khác hoàn toàn với những chiếc máy ảnh. Chính vì thế chúng ta phải cần một thiết bị đó là gray card để đo ánh sáng trên máy ảnh của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết clip ngày hôm nay nha. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bộ gray card để đo sáng. Ở đây mình đang có một chiếc Sony A7S II. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt menu trước. Đó. Ở phần cài đặt menu thì chúng ta sẽ điều chỉnh đến phần Metering Mode ở đây này. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhá. Rồi, chúng ta lựa chọn vào. Ở đây thì nó sẽ có 3 chế độ. Một là chế độ này thì nó sẽ đo toàn màn hình. Tiếp theo, chế độ này nó sẽ đo phần khung ở chính giữa tâm của máy ảnh. Và phần cuối cùng này, đó chính là phần đo điểm. Thì mình hay sử dụng cái phần đo điểm này hơn. Chúng ta sẽ click vào đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy thì phần trung tâm này chúng ta đang có một cái chấm tròn ở đây này. Đó, thì chúng ta sẽ đưa phần gray card vào phần chấm tròn này để cho thiết bị có thể đo sáng. Và các bạn có thể nhìn thấy ở phần dưới này nó có thang đo sáng này. Đấy, nếu như mà ánh sáng ở đây mà nó không phải ở vị trí 0,0 như thế này thì nó sẽ là cộng 1 hoặc là trừ 1 hoặc là trừ một số nào đó. Thì chúng ta sẽ đưa về điều chỉnh làm sao nó ở mức 0,0. Điều này đồng nghĩa với, không phải là đồng nghĩa với việc là chúng ta cứ đưa về 0,0 thì nó là chuẩn ánh sáng là chúng ta sử dụng. Nhiều người có thể người ta sử dụng ánh sáng là trừ 1 hoặc là trừ 2, trừ 3 hoặc là bất kỳ một cái giá trị nào đó nếu như người ta muốn. Còn mình đang để ở mức 0,0, đó là mức tiêu chuẩn để có thể có ánh sáng gần như là ánh sáng tiêu chuẩn để chúng ta có thể quay phim. Đó. Còn ví dụ như là mình sẽ để lệch đi nhá. Ở đây thì mình sẽ điều chỉnh ISO này. Đó, các bạn nhìn này. Đây. Nếu mà mình để ISO nó là 160 này thì cái thang đo này nó sẽ là trừ 0,7, có nghĩa là nó đang thiếu sáng. Cái này thì chúng ta sẽ điều chỉnh, một là ISO hoặc hai là khẩu để chúng ta có thể tăng sáng lên. Thì ở đây thì mình sẽ lựa chọn là chỉnh ISO. Đó. Đó, nếu mà mình chỉnh lên đây thì nó đang bị hơi bị cháy quá. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút. Ok. Nó đã về ở mức 0,0. Đó, nó rất là đơn giản đúng không nào? Ok. Đó là cách đo sáng ở trên máy A7S II. Và một số những cái dòng máy Sony thì chúng ta cũng có thể sử dụng tương tự, hoặc là những dòng máy Canon hoặc là Nikon thì các bạn cũng có thể đo sáng theo cách trên. Và với bộ gray card này thì chúng ta sẽ có 3 tấm. Một là tấm trắng này, hai là tấm gray như vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn này, và ba là tấm màu đen. Thì với tấm màu trắng và màu đen thì để giúp các bạn có thể đo vùng sáng hoặc là vùng tối. Còn thông thường thì mình hay sử dụng tấm gray. Nó là 18% đấy, là cái màu này, để mình có thể đo sáng được tốt nhất. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một bộ gray card cũng như là hướng dẫn các bạn có thể đo được sáng ở trên máy ảnh. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm này thì các bạn có thể click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp từ số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.